có một thanh kẹo sô-cô-la. Bây giờ cho hai ăn. Thế thì có anh 20 tuổi cũng trong hội trường ấy, chắc đông hơn hội trường chúng ta. Anh ngồi đầu tiên, anh về phát biểu nói rất thật lòng là: thưa thầy là con ăn ạ. Bàn ghế dưới cách khoảng 3-4 bàn thì có một chị phụ nữ khoảng 40 tuổi. Chị đứng lên, chị nói là: cái này con về cho con. Và xa xa đi bên tay trái thì có một bác hơn 50 tuổi. Nó bảo: cái này thì kính lưng lên cha mẹ. Thì thưa quý vị, từ cái tình huống đó làm chúng ta suy nghĩ điều gì? Rõ ràng câu chuyện kính già nhiều trẻ ở đây. Nếu như con quý vị mà nhìn thấy quý vị đối xử với bố mẹ mà chúng gọi là ông bà một cách cung kính, một cách lễ phép, thì không có lý gì mà chúng lại hư, chúng lại hội với quý vị. Câu chuyện thứ hai, thầy nói đến một cái phong tục, một cái tập tục của Trung Quốc. Nó cổ hủ tới mức mà khi người già rồi, người ta cho là vô dụng và cần phải bỏ. Bởi vì sớm muộn thì bố mẹ cũng chết. Cho nên những người già mà được hiểu là sắp chết thì được con của mình mang lên núi và bỏ trên núi. Cái gia đình này thì cậu con cũng khuyên bố là bố không nên làm thế, như thế là một tội đạo. Nhưng phần vì phong tục và phần vì đâu đó chúng ta chỉ sẽ suy nghĩ, ông bố cũng quyết định mang bố của mình lên núi và thả trên đó. Khi bỏ ra khỏi cái đồ để mang đi, cái gọi là cái sọt hay cái gì đó, thì để lại và mới nói với cậu con là: thôi bố còn về. Thì cậu con trai mới đi lại với nhặt cái sọt đó. Thì khi ông bố mới nói: con về, phút đấy cầm về làm gì? Thì thưa quý vị, không biết quý vị có biết là người con nói với người bố thế nào? Vâng, quý vị quá thông minh. Người con muốn nói là: bố ạ, con cầm cái này về để khi mà bố già như ông thì con cũng đem bố đi núi. Thưa quý vị, các cụ mình nói: dọn trước nhỏ đâu thì dọn sau nhỏ đấy. Nếu người bố mà hành xử với ông mình như thế thì một ngày không xa đứa con của mình cũng sẽ lại làm cái việc mà người bố mình đang làm với ông. Cho nên chúng ta là những người bố người mẹ, có những người là người ông người bà, chúng ta không làm gương thì vĩnh viễn con cháu chúng ta khó mà trở thành người tốt được. Cho nên nói ngắn gọn lại, đệ tử quy không phải dành cho con chúng ta, không phải dành cho cháu chúng ta, mà dành cho chúng ta, dành cho cá nhân con, và con tin là cũng dành cho quý vị, để chúng ta có được một xã hội tương lai người với người ứng xử với nhau tốt hơn, có tình người hơn. Cậu học sinh mà cậu sinh viên, cậu ấy hiện nay đang học ở Mỹ, cậu ấy về nghỉ hè. Thì hôm đó thầy cậu có lên chia mẹ, bởi vì hôm mẹ cậu ở xa không tới được. Thì một điều mà cậu tâm sự vô cùng xúc động, cậu có nói là: thưa mẹ, trước đây con vẫn nghĩ con là người con hiếu thảo. Trong mắt của bạn bè, trong mắt của hàng xóm láng giềng, con là một người con hiếu thảo. Nhưng khi con biết đến đệ tử quy, con tham gia lớp học mà các thầy cô trường thượng trí đấy, thì con mới biết là con chưa làm được nhiều điều, hiếu hạnh con chưa làm đủ. Ngày xưa con chỉ nghĩ học giỏi là đủ, học giỏi là người con hiếu thảo rồi, nhưng không phải. Và cậu đó khóc: xin lỗi bố mẹ, xin lỗi mẹ về những hành vi, những điều mà ngày trước cậu không phải với bố mẹ,
Thưa quý vị, hội trường nó có 80 cụ ngồi đấy. Thì con liếc sơ sơ, sau khi mà cậu học trò cậu có nói rãi ràng những điều với mẹ, thì ngoài hai mẹ con khóc thì 60 cụ đều chảy nước mắt. Có những thứ và có những điều mà con nghĩ là nếu không đến và không chạm vào thì mãi mãi nó cứ như thế. Trong một cái gia đình này có hai vợ chồng và 5 người con gái, thì 5 cô con gái liên chia bố và dì. Hôm đấy con cũng bất ngờ, bởi vì khi lên thì thấy mặt bà mẹ đã rơi nước mắt rồi. Nhưng khi mà người con nói là hôm nay con lên đây được, trước là muốn sám hối với bố và dì. Và khi nói đến câu đấy thì thầy có nói, thầy có quay xuống thầy hỏi. Thầy hỏi câu đầu tiên là cái gì, thầy hỏi bố là cái gì về khi các con được bao nhiêu tuổi. Thì bố có nói là năm đứa con gái thì đứa nhỏ nhất là 6 tuổi. Và cái tuổi hôm cô ấy kia thì bố khoảng 30 tuổi. Thì thầy còn nói là các con có biết là các con mắc một cái sai lầm gì lớn gần 30 năm nay không? Thì con nhớ là không có ai nhắc cả, nhưng cô đấy cô khóc nức nở đấy. Và con có ghi lại cái cuối băng đấy. Cô có nói là con biết một điều mà con sai và chị em con sai, đó là không gọi gì bằng mẹ. Bởi vì thưa quý vị, công sinh thành đã lớn nhưng công dưỡng dục còn lớn hơn. Một nhà giáo dục đã nói đẻ con ra thì gà mái cũng biết đẻ con, nhưng nuôi con thế nào, dạy con thế nào thì không phải ai cũng làm được. Người mẹ này, người phụ nữ này gần 30 năm nuôi 5 người con cho chồng, không có thêm con chẳng mấy năm, chưa bao giờ được gọi bằng mẹ. Thì thưa quý vị, con có nói là người mẹ này xứng đáng được ngàn lần gọi bằng mẹ. Và sau cái kiếm đốc thì cả mấy chị em đều ào lên gọi mẹ và hứa rằng từ giờ phút này trở đi cho đến lúc con chút hơn ở cuối cùng thì mẹ là mẹ của con, chị em con ngàn lần ơn mẹ. Thưa quý vị, người phụ nữ xúc động, chị khóc suốt từ lúc đó đến hết buổi chia. Và thầy có nói đùa là hôm nay chị là người hạnh phúc nhất. Bởi vì quả thật, thưa quý vị, nếu không có buổi đó thì con tin rằng đến lúc chết chắc chắn 5 người con kia cũng sẽ khóc gì chứ không khóc mẹ. Người phụ nữ kia cho đến một chút hơi thở cuối cùng cũng sẽ mang trong lòng một cái tâm đâu đó một chút hờn giận, đâu đó một chút tủi. Nhưng có buổi đó chỉ một chút thôi, có 30 phút thôi, nhưng con tin là trong gia đình đó thay đổi và những người con kia thay đổi hoàn toàn. Một sự thay đổi từ trong tâm hồn. Và điều này là điều gì? Chắc chắn là nhờ Đệ Tử Quy. Và một trong cái chi tiết của Đệ Tử Quy đó là sự báo hiếu với cha mẹ. Và sau này chắc là trong tài liệu các thầy cô cũng như các quý vị ngồi đây, các quý vị sẽ thấy. Còn kể một câu chuyện nữa cũng liên quan đến Đệ Tử Quy. Đó là câu chuyện cách đây, diễn ra cách đây hơn một tháng ấy. Một tháng hai ngày. Ngày đó là ngày 24 tháng 5, tức là ngày sinh nhật của hai đứa con ạ. Thì hôm đó các thầy cô trường, các thầy cô có tổ chức các khóa học và các cháu, thì bọn con có tham gia học để vui bên cạnh. Thì hôm đó sinh nhật hai cháu, thì các thầy cô tổ chức lễ tri ân với mẹ và con mời hai vợ chồng con từ bên đây sang. Thì tại buổi lễ tri ân, con nhớ là có khoảng 4-5 cháu gồm
Thì trước đấy thì thầy Thành cũng đã nói cái lý do là tại sao ta phải tổ chức cái buổi thay vì ngày sinh nhật ta mua bánh gato, các mời bạn bè ta mua quà về cho mình, hay là đòi bạn mẹ phải mua cái A cái B, thì cái buổi đó phải là buổi chiên bố mẹ. Thì thầy Thành chia sẻ rất nhiều các con lúc đấy, con lên con nhìn các con là con nào con đấy là mắt cũng rớm lệ hết. Thì con chỉ có chia sẻ với các con nghĩ là 1/100 những gì mà vợ con trải qua để trước khi có hai cháu nhà con. Con chia sẻ có 4 ý. Con nói là nếu các con tự thấy một người phụ nữ nằm hơn 8 tháng trên giường 4 tiếng thì lật sang bên trái và 4 tiếng thì lật sang bên phải, từ lúc có bầu 1 tháng đến khi sinh các con ra, đó là mẹ con. 4 tiếng bên trái vì sợ con gái bị chè, và 4 tiếng bên phải vì sợ con trai lại bị chè, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu các bạn và các con từng thấy một người phụ nữ ăn nằm trên giường và làm mọi việc ở trên giường là mẹ con. Nếu các con từng thấy một người mẹ mà vừa ăn xong nôn ra 5 phút sau lại bịt mũi ăn tiếp để làm sao con mình khỏi thiếu cân là ai? Là mẹ con. Nếu các con từng thấy một người mẹ mà vừa mới mổ sinh hai con ra, huyết áp bình thường đang 60-90 mà lên 130-160 đưa đi cấp cứu khẩn trương là ai? Là mẹ con. Và ngày các con được tròn tháng để chuẩn bị về nhà thì là ngày mà bác chuẩn bị đưa các con lên máy bay, còn ba thì đưa mẹ vào viện cấp cứu bởi vì nhiễm trùng ổ bụng. Để có được hai con cao to như ngày hôm nay, để có được hai con vui vẻ với bạn bè, hòa nhã với mọi người hôm nay, có một người phụ nữ đang ngồi kia. Vậy cái ngày mà các con chào đời là ngày mẹ phải chứng kiến những giây phút thế, thì ai là người xứng đáng được nhận quà? Tất cả các cháu đều nói là mẹ của tôi, mẹ của Gen được nhận quà. Thưa quý vị, câu chuyện con không muốn dừng ở đây. Thật ra con muốn kể một câu chuyện tiếp theo. Đấy là câu chuyện của một cô bé, con không nhớ là học lớp nào, khoảng lớp 8, lớp 9 gì đó, ngồi đấy khóc từ đầu cuối, con không có để ý bởi vì thấy ai cũng khóc cả, nhưng thấy cô đấy khóc quyết liệt hơn. Và khoảng sau một tuần thì vợ con có thể cùng con chia sẻ là cái cô bé mà anh nói anh ấy thấy hôm trước khóc nhiều, anh có biết hoàn cảnh gia đình thế nào không? Thì con bảo là không biết. Thì cô bé đấy là hai bố mẹ bỏ nhau và ly dị nhau, mỗi người một nơi. Cô bé đấy ở với bà nuôi con đi học. Nhưng mà chắc là trong cuộc sống thì quý vị cũng biết là cái mối quan hệ hàng ngày chồng bác còn có lúc xô, nói gì đến quan hệ vợ chồng là người thân nhất, mà nói gì đến mối quan hệ của bà cháu còn giảm cái thân hơn. Cho nên là cái chuyện giữa bà và cháu chắc là không thể không có vấn đề. Cho nên người cháu hất bà, cảm thấy mình thua thiệt với bạn bè, nó đối xử với bà nó mặc dù là người vui và hiện nay đang cưu mang nó, nhưng nó chưa một phút giây nào tôn trọng quý trọng bà. Nó nghĩ cái việc bà nuôi nó là đương nhiên, là bổn phận. Thì hôm đó đến 11 giờ, cái chị mà chị đi chở đến thì là chị lại là chị hàng xóm. Chị đấy cũng là người mà tôi nghĩ là cũng có tâm vô lượng. Chị thấy
thương cho nên chị chở cô bé đến để mục đích để nghe các thầy ở đấy dạy hướng dẫn về đệ tử quy, để phép tắc người con, để cho nó tiến bộ ra. Chứ chắc là con nghĩ trong đầu chị cũng không có ý tưởng là làm sao mà có thể cải hoán được cô bé này một cách nhanh chóng. Nhưng quý vị biết không, 11 giờ đêm đó cô bé nói với các chị là chị, hôm nay chị giúp em muộn rồi, chị qua cùng với em, bà em chắc ngủ rồi, em phải mời bà em ra. Và thưa quý vị, người bà đầu tiên là bất ngờ, không hiểu gì cả. Nhưng khi người cháu của bà ngồi và quỳ trước mặt bà khóc, thưa bà, con có lỗi, xưa nay con bất hiếu với bà, con chưa bao giờ biết cảm ơn bà, nhưng hôm nay con đi học, con được thầy dạy, con được pháp chia sẻ, con mới thấy là con có lỗi vô cùng với bà, và con xin hứa với bà, từ nay trở đi con sẽ là người cháu ngoan để cho bà vui, con hứa với bà là con sẽ học giỏi. Câu chuyện tôi muốn kể ở tình huống đó, quý vị ạ, tôi tin là nếu không có buổi đó, không có buổi tình cờ mà học, thì có thể một vài tháng nhờ dụng công của thầy Thành, cô bé sẽ thay đổi. Nhưng rất may cô bé được tham dự cái buổi tri ân sinh nhật của hai cháu con trẻ con và một bạn bên cạnh, đó có ba gia đình, thì cô bé đã thay đổi. Anh ta là một nhân vật mà chúng ta có thể dùng từ hóa ra trí tưởng, nhà giàu chỉ biết tiêu tiền của cha mẹ, có những việc anh ấy làm còn hoành tráng hơn những việc mà mô phỏng ở trên TV, trên truyền hình. Lưu Đức Hoa là người mà đã dùng tiền nhân dân tệ đốt để hút thuốc, không biết là quý vị ngồi đây đã xem bộ phim đi chưa. Thế nhưng mà anh ấy có nói là đấy là trên phim và tiền đấy chưa chắc là tiền thật. Anh ấy vô cùng xin lỗi nói vậy, quý vị nghĩ tao đốt tiền thật này, hút bằng tiền thật này. Và anh ấy đốt không biết là mấy trăm nhân dân tệ, vâng, 700 nhân dân tệ để hút một nước thuốc. Và thưa quý vị, ăn chơi thì người ta nói rồi, miệng ăn thì núi lở. Cho nên cũng có một ngày anh ta đi học ở nơi xa, không có tiền, không có tiền ăn chơi, thì buộc phải quay về. Và khi anh ấy về nhà thì lúc đó gia đình anh ấy cũng đã đạt đến mức khánh kiệt mất rồi. Người mẹ lúc ấy không còn nhiều dư giả và đi làm ở một cái trại dưỡng lão. Thì bà mẹ mặc dù rất thương con, nhưng mà câu chuyện để mà dẫn lấy bà mẹ viết về đề tịch quy thì con không hình dung được. Nhưng mà bà mẹ có nói với con là mẹ sẽ cho con tiền, nhưng với một điều kiện, con phải xem xong toàn bộ đĩa hoặc là cái thước phim này thì mẹ sẽ cho con tiền. Thì chắc là cũng giống như những người khác, anh ấy tư duy là thôi thì mình cần tiền cơ mà, cho nên thôi mình cố gắng, mình khó chịu một chút rồi mình xem đi, xem nó là cái gì để mình mục đích để mình lấy tiền, và xem xong lấy tiền. Thì thưa các anh chị, là khi xem nội dung về đề tài quy thì chắc là có một cái đoạn nào đó mà nó cảm anh ấy. Cho nên khi anh ấy quay sang anh hỏi mẹ anh ấy mấy câu, là anh hỏi nếu mà con học mà con làm theo đệ tử quy thì con có công việc không? Mẹ ấy nói có. Anh hỏi nếu con học và con làm theo đệ tử quy này thì con có công việc, có lương cao không? Mẹ lại nói có thể có con. Và thưa quý vị, câu chuyện nó dẫn dắt tới việc là mẹ anh dẫn anh tới cái trung tâm mà bà làm, trung tâm dưỡng lão, và để anh ấy làm việc ở đó một tháng. Công việc từ nhỏ nhất, từ cái việc mà mình rất thường gọi là kinh khủng nhất, việc đổ ô, việc lau nhà vệ sinh, việc dắt các cụ già, việc phải làm sao cho các cụ vừa ăn nôn ra thì phải dọn đi, vân 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 vân. Anh ấy làm việc trong đó khoảng một tháng. Thì một hôm
anh ấy có một cái anh mặc lịch sự, chắc là một cái doanh nghiệp nào đó, mới đến mới nói là thế cháu có muốn làm việc không? Thì anh bất ngờ khi mà anh nhận lời làm việc. Và sau khi anh đi làm việc thì rồi câu chuyện đó tiếp theo là anh làm việc cũng lại được lương, và anh làm tốt cũng được lương cao. Câu chuyện tại sao anh được làm việc thì chắc là nó có cái nhân duyên, là những cái bà mà ở trại dưỡng lão thì thông thường là con có thể là người chủ doanh nghiệp A hay chủ doanh nghiệp B. Khi mà thấy một cái đứa trẻ mà nó làm việc với cái tâm chân thành, nó giúp đỡ mình hàng ngày, thì chắc là các cụ cả, cho nên mới có cái nhân duyên mà anh ấy được đi làm việc. Câu chuyện là đẩy đến hồi khi mà anh ấy về nhà, anh ấy, khi anh có công việc rồi, anh có lương rồi, thì anh ấy với tâm sự và với cảm thấy hối lỗi với người mẹ. Thì trong cái lúc mà anh đang hối lỗi, anh ấy có hỏi mẹ anh ấy là: thưa mẹ, là con là đứa con hư, con là phá gia chi tử, thế thì có bao giờ mẹ tin là có ngày nào con quay đầu không? Thì mẹ anh ấy nói là mẹ vẫn tin, năm 30 tuổi con quay đầu. Thế thì anh ấy nói là nếu 30 tuổi mà con vẫn không quay đầu thì mẹ có tin là có ngày nào con quay đầu không? Mẹ nói câu thứ hai: con ạ, nếu 30 tuổi mà con không quay đầu thì mẹ tin là 40 tuổi con sẽ quay đầu. Nếu 40 tuổi mà con không quay đầu thì sao? Người mẹ lại trả lời: mẹ tin là 50 tuổi con sẽ quay đầu. Nếu 50 tuổi con không quay đầu thì sao? Mẹ tin là 60 tuổi con quay đầu. Thưa các anh chị, đến đoạn này anh ấy khóc, anh bảo: mẹ ơi, nếu mà con 60 tuổi thì mẹ làm gì còn ở trên đời này nữa. Và trong cái trạng thái ân hận, anh ấy sám hối với mẹ, và mẹ anh ấy nói một câu cuối cùng trong cái cuộc trò chuyện: con ạ, chừng nào mẹ còn hơi thở cuối cùng thì mẹ còn tin là con của mẹ sẽ có ngày quay đầu. Thưa quý vị, cơ hội sẽ luôn luôn đến với tất cả mọi người, cho dù họ là ai, là những đứa con mà chúng ta cho là hóa gia chi tử, là những đứa con ngỗ ngược, là những đứa con mới đang học giỏi và chưa ngoan, cơ hội đến với tất cả mọi người.